tính em tự ái cao lắm, mà tự ái cao nên em không muốn quý vị ai mà em mời chào gì cả. Bao nhiêu lần mời, mời đến mãi chị cũng không, tức là phải mời chị đến 10 lượt để làm. Thậm chí hôm có chị Vân, chị bảo là thực ra nhà em có điều kiện, cái dòng sản phẩm này nó rất là tốt, mà em đã bị huyết áp từ năm, chị bị huyết áp là từ năm 35 tuổi sau khi đẻ thằng Phúc, 2 năm sau là chị bị huyết áp. Thì chị bảo cái dòng sản phẩm này rất tốt cho huyết áp và tim mạch. Thế chị mới bảo, thế thì nói gì mới là dùng thử. Chị dùng thì thấy hiệu quả quá. Chị thấy nhỉ, mọi khi mà chị mới dùng đến 2 hộp sản, 1 hộp đầu thì cũng thấy. Đầu tiên ngày xưa sau đẻ nhá, thì chị chỉ đau một cái ngón này thôi. Thế cũng đau nhiều mà không đau bên tay phải. Là chị mới uống đến hộp thứ hai thì chị hết đau cái này, và lưng của chị cũng rất là đỡ đau rất là nhiều. Thế chị mới bảo à, chắc sản phẩm này tốt, thì chồng chị có gai cuộc sống một chút thôi, nói chung là cũng đi lại thì mang vác được. Nhưng mà ngày xưa nhà anh thì thấu thật với mọi người là nhà anh là rất là vất vả, cho nên là anh làm nhiều cho nên anh gai cuộc sống. Thế thấy hay thế bảo thế mang về cho chồng dùng, chồng chị dùng cũng thấy hay nên chị quyết định là chị vào. Đầu tiên chị vào là chị chỉ đánh sản phẩm để chị dùng thôi, chị không nghĩ nó hay như thế. Chị thấy quyết định nó tốt như thế thì mới tin tưởng chị dùng sản phẩm từ đấy đến bây giờ. Tức là hai vợ chồng chị dùng được 3 tháng rồi, và chồng chị mới dùng được có hơn 2 tháng một cái rất hiệu quả, rất là hiệu quả luôn. Cho nên là chị hôm qua chị tâm sự với bệnh nhân của chị là cháu chỉ muốn có cơ hội sang nước Thụy Điển để cho cảm ơn các ông giáo sư đấy. Nhìn các ông giáo sư ông có sợ ông còn không còn sống, mà ông làm sao ông lại ông tận tâm như thế. Tại vì chị cũng làm ngành y, chị biết người ta rất tận tâm với bệnh nhân, người ta mới nhìn thấy bệnh nhân của người ta đau đớn không ăn được trong cái tình trạng. Nhưng mà ông lại đã bận một nghiên cứu một cái dòng mà ông đã phải là một giáo sư, người ta một mảng thôi đã đủ mệt rồi, mà ông lại còn cố quyết tâm mà ông ấy cho bệnh nhân một cái sản phẩm để cho bệnh nhân nhanh hồi phục ấy. Thế nên là chị nghĩ rằng cái ông ấy, và đức độ của ông thì tóm lại là không còn câu gì để mà nói với giáo sư, vị giáo sư đấy. Cho nên chị cứ thế mà hôm qua chị tự nói với bệnh nhân là cháu chỉ muốn là cháu muốn đến đấy chắc được gặp một người vị giáo sư như vậy. Thế chị có bệnh nhân nặng chuyển lên gọi là suy hô hấp, nằm ở khoa lây hôm qua rồi được chuyển lên, thì chị nhìn thể trạng thì tức là bà chị mệt nhiều. Tiên lượng bệnh thì chị mới sang chị hỏi là thế mấy ngày nay bác có ăn được không? Thì bác cứ bảo là mấy ngày nay bác không ăn được. Thế chị mới chia sẻ và thế cháu biết cho bác cái đơn này bác xuống hiệu thuốc này bác mua cái dòng này, cháu thấy là cháu chia sẻ với các bệnh nhân khác thì cháu thấy là cháu rất là tốt rồi, bác không cố gắng. Thì thế là bác bảo vâng, cô chắc giúp tôi. Thế khi sau qua chị hướng dẫn một ngày, vì người ta không ăn được gì mà, thì cách 3 tiếng uống một lần. Thì đến sáng hôm nay chị quay lại chị hỏi có cảm ơn cô, đúng là cả đêm hôm qua mà chị đã ngủ được và đỡ mệt ấy. Cho nên cái dòng sản phẩm này thật là quá tuyệt luôn. Nếu như mà còn không bao giờ chị dùng cái khác, mà bây giờ cả nhà chị con cái cũng dùng hết, và các cô nó với các bác chị đang uống. Và tất cả mọi dòng sản phẩm khi người ta đã sử dụng một thứ, người ta đã thấy hiệu quả, thì những cái việc sau cực kỳ đơn giản. Cho nên là mong mọi người là tự tin chia sẻ. Chị đến với công việc này bởi vì là chị đã sử dụng và trải nghiệm sản phẩm rồi, chị rất là tự tin về sản phẩm mình đang dùng. Đầu tiên là phải tự sử dụng đấy ạ, muốn nói gì thì nói, mình phải sử dụng mình mới tự tin. Tại vì khi mình nhìn, mình giao tiếp tất cả các phần phải nhìn là thái độ ánh mắt mình nói dối thì nó thể hiện trên khuôn mặt mình ngay. Cho nên mình phải là người tự tin trải nghiệm, mình nó vừa chân thật. Nhưng mà một cái là mình tự tin là mình gieo cái hạt sức khỏe cho người khác, mà mình tức là người ta thấy mình năng lượng tự tin thì đương nhiên mình cảm thấy mình cũng không ngại, mà mình rất là tự tin mình giao tiếp giống như là một MC chưa bao giờ đã lên sân khấu đấy. Mình nói nó là như thế, tức là mình đội
với nhóm chị chắc là chia sẻ về wellness rất là tốt đúng không ạ? Đúng rồi, thật ra thì chị một mình chị và chị chia sẻ wellness cho bệnh nhân của chị cũng rất là tuyệt vời. Cho nên là thật sự đội nhóm của chị chưa có nhiều chân, nói thật thế, chưa có nhiều người. Đấy là chỉ là một mình chị nhiều, còn đâu cũng 3-4 người thì chị cũng đang phải theo và hướng dẫn theo vào chợ là mình bán thì mình vẫn cứ bán chia sẻ, nhưng mà mình thì phải đi xây dựng đội nhóm để người ta chia nhiều người, có cơ hội cho người khác được khỏe mạnh. Hiện tại là chị đang giữ bao nhiêu phần trăm? Magenter 15% đấy ạ. Thế giờ tức là mục tiêu tháng sau này của chị là 21 thôi. Chị đang cố gắng để không phủ lòng mọi người. Em chúc chị là sang tháng 8 này. Bởi vì thực ra là mình thấy là có rất là nhiều câu chuyện là từ 9 hay là từ 12 người ta có thể lên được 21. Và đặc biệt là nếu như mà em thấy là chị đang tập trung vào cái dòng sản phẩm wellness ấy, và mình tập trung là mình thấy được là cái chất lượng sản phẩm rất là tốt, và cái cơ hội mà để mình, tức là mình mang lại cái sức khỏe cho mọi người ấy, thì khi mà mọi người cảm nhận được sử dụng cái sản phẩm đấy rồi, mọi người rất là tự tin. Và em chúc chị là từ cái sản phẩm wellness này, chị sẽ giúp được rất là nhiều người nữa có thể biết tới dòng sản phẩm này, đặc biệt là biết tới cái cơ hội kinh doanh và tập trung vào cái dòng sản phẩm đấy, thì chắc chắn là đội nhóm của chị sẽ phát triển rất là mạnh. Và trong cái thời gian tới thì em chúc chị sẽ sớm lên 21 nhé. Chúc mừng chị ạ. Chị giới thiệu đi. We'll be right back.